Cây Huỳnh Anh các bạn nhá. Các bạn nhìn này, đây bông hoa của nó rất là đẹp, nhiều nụ, nhiều hoa. Một cây của nó cây cao khoảng tầm 50-60 cm bạn ạ. Hoa màu tím tím, rất đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu mua cây hoa Huỳnh Anh ạ thì vui lòng liên hệ. Website là www.hulatrees.com. Ngoài cái cây Huỳnh Anh như thế này, nhà mình còn có hồng anh này và một loại mới, đó là cây hồng anh đỏ, màu đỏ, hoa màu đỏ rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn ở góc trên bên phải màn hình là đường link đến cái video giới thiệu về cây hoa hồng anh, hoa màu đỏ. Nếu bạn muốn mua cái cây Huỳnh Anh như thế này ạ thì vui lòng truy cập website là www.hulatrees.com. Trên website thì nhà mình có đề giá bán buôn, bán lẻ chi tiết và cụ thể, bao gồm cả phương thức vận chuyển là COD, giao hàng đến tận nơi, nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ạ. Ngoài ra nhà mình còn có cả cây hoa nhài nữa nhé. Để mình quay lên đây cho các bạn cái cây hoa nhài. Các bạn có nhu cầu thì mua cây hoa nhài và các loại cây hoa ủng hộ giúp cho nhà mình nha. Cảm ơn các bạn.